Hội nghị lần này đánh dấu lần đầu tiên Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước đề cập đến vấn đề răn đe mở rộng, một thuật ngữ được dùng để mô tả cam kết của Mỹ trong việc sử dụng lực lượng hạt nhân để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, tại cuộc gặp 2+2 này, hai bên đã nhất trí về một cuộc cải tổ lớn đối với cơ cấu chỉ huy quân sự của Mỹ tại Nhật Bản, trong bối cảnh Tokyo đang thúc đẩy thành lập một sở chỉ huy chung mới nhằm tăng cường khả năng phối hợp, chống lại các mối đe dọa khu vực ngày càng gia tăng. Ngoài ra, hai bên cam kết sẽ không ngừng tăng cường mối quan hệ đồng minh Nhật Bản-Mỹ, song song với việc thắt chặt hợp tác với các nước khác, hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.